Làm thế nào để có thể giảm cân trong cái giai đoạn tiền mãn kinh? Tiền mãn kinh nó là một trong những cái giai đoạn của một người phụ nữ, và thường ở trong cái giai đoạn này thì cái hormone estrogen nó giảm một cách đột ngột. Bởi vì thế mà nó có rất là nhiều những cái thay đổi đối với chị em phụ nữ. Và trong cái giai đoạn này ấy, thì bắt đầu trước khi mà chuyển sang cái giai đoạn tiền mãn kinh thì thường lúc đấy là estrogen nó tăng lên rất là cao, sau đó thì bắt đầu giảm xuống đột ngột. Và kể cả cái việc mà estrogen tăng cao quá mức hay là giảm xuống thấp quá mức, nó cũng sẽ làm cho chúng ta tăng cân. Và thường gần như tất cả các chị em phụ nữ khi mà chúng ta trải qua cái giai đoạn này ấy, thì cân nặng của chúng ta thường nó sẽ tăng lên tầm 1 cho đến 2 kg ở cái giai đoạn chuyển tiếp như thế này. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là khi mà bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn tiền mãn kinh ấy, thì cái việc mà tích lũy mỡ ấy, nó không giống như cái thời điểm mà còn trẻ của chúng ta. Khi mà chúng ta còn trẻ thì khi mà chúng ta thừa cân, nó tích lũy mỡ thường nó sẽ là tích lũy mỡ ở dưới da hay dưới da ở vùng đùi hay ở vùng bụng. Tuy nhiên thì bắt đầu giai đoạn tiền mãn kinh ấy, thì cái tích lũy mỡ nó thường tập trung vào ở cái phần nội tạng nhiều hơn. Và đấy chính là một trong những cái nguy cơ dẫn đến một số những cái bệnh lý như là đái tháo đường hay là các bệnh lý về tim mạch. Bởi vì thế mà cái việc mà chúng ta kiểm soát cân nặng đối với chị em phụ nữ ở trong cái giai đoạn tiền mãn kinh nó là một điều cực kỳ quan trọng của chúng ta. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có những cái cách nào để làm sao có thể là kiểm soát được cái cân nặng như thế này? Thực ra mà nói thì chúng ta đều hiểu với nhau là gì? Đó là cái cân nặng nó sẽ được tạo ra do cái việc mà chúng ta ăn vào cũng như là cung cấp năng lượng đầu vào và cái năng lượng đầu ra. Khi mà chúng ta cái năng lượng đầu vào nó thấp hơn cái năng lượng đầu ra ấy, thì chúng ta sẽ là giảm được cân. Tuy nhiên thì ở cái giai đoạn này có rất là nhiều người chúng ta đặt câu hỏi là gì? Đó là tại sao trước đấy chúng ta vẫn ăn uống như thế mà tại sao tự dưng cái giai đoạn này nó sẽ là tăng cân? Bởi vì cái thứ nhất nó là do cái việc mà cái thay đổi hormone như thế. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta bước sang cái giai đoạn này ấy, thì cái năng lượng chuyển hóa ấy, cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể chúng ta nó sẽ bị giảm xuống. Tức là cái năng lượng mà để tiêu hao nó sẽ là giảm xuống. Cái năng lượng đầu vào của chúng ta nó vẫn thế, nhưng cái năng lượng tiêu hao sẽ bị giảm xuống và nó sẽ bị dư cái năng lượng đầu vào của chúng ta. Và đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân để mà chúng ta có thể là làm cho chúng ta dễ bị tăng cân. Thế thì ở đây cái chúng ta sẽ thứ nhất, chúng ta phải kiểm soát cái năng lượng đầu vào, hay là chúng ta gọi là cái thức ăn chúng ta vào ấy. Thì có rất là nhiều những cái chế độ ăn khác nhau. Tuy nhiên thì người ta sẽ có những cái nghiên cứu sâu và người ta cho rằng là có 3 cái chế độ ăn có thể là giúp cho chúng ta kiểm soát được cân nặng. Không chỉ ở trong cái giai đoạn tiền mãn kinh mà kể cả những người mà chúng ta có những vấn đề thừa cân, chúng ta vẫn có thể là áp dụng theo 3 cái chế độ ăn đấy. Và những cái chế độ ăn này người ta đã có những cái nghiên cứu để mà chứng minh là rất là tốt cho cái việc mà chúng ta kiểm soát cân nặng cũng như là có sức khỏe của chúng ta. Cái chế độ ăn đầu tiên của chúng ta đó là chế độ ăn low carb. Low carb ở đây dịch sang tiếng Việt nó chính là chế độ ăn có cái hàm lượng carbon hydrate thấp. Low carb chính là carbon hydrate thấp. Đối với cái chế độ ăn này thì chúng ta sẽ hạn chế cái việc mà tinh bột đưa vào trong cơ thể của chúng ta. Rất là nhiều người chúng ta đang nhầm lẫn giữa cái việc mà chúng ta ăn nhiều mỡ, nhiều thịt thì nó tăng cân. Nhưng mà thực tế không phải, khi mà chúng ta ăn nhiều tinh bột nó làm cho chúng ta dễ bị tăng cân hơn. Và đã có một cái nghiên cứu người ta so sánh giữa cái việc mà ăn giảm tinh bột so với một cái chế độ ăn giảm mỡ. Thì người ta thấy là ăn giảm tinh bột thì nó sẽ là giúp cho cái việc mà giảm cân được nhiều hơn. Và trong cái chế độ ăn này ấy, thì người ta sẽ là giảm các tinh bột khi mà chúng ta bổ sung vào trong cơ thể của chúng ta. Ở đây có thể là những cái tinh bột như là ở dạng đường này, tất cả những đồ uống ngọt này, những cái đồ ăn uống ngọt này, đường tinh chế này. Và những cái tinh bột của chúng ta như là cơm này, gạo này, xôi này, đấy là những cái mà chúng ta là tinh bột chúng ta đưa vào trong cơ thể của chúng ta. Và đối với chế độ ăn này thì người ta sẽ giảm cái tinh bột đấy. Thứ nhất là người ta sẽ giảm cái lượng tinh bột. Một số những trường hợp như là đái tháo đường ấy, thì người ta sẽ là lựa chọn những cái thực phẩm mà có chỉ số GI thấp. Tức là vẫn là tinh bột nhưng chỉ số GI thấp thì nó cũng sẽ là giúp cho cái việc mà kiểm soát cân nặng nó sẽ được tốt hơn. Thì đấy là cái chế độ ăn đầu tiên là người ta giảm cái tinh bột. Thì mọi người tùy, chúng ta có thể là chúng ta sẽ áp dụng theo cái chế độ ăn này. Cái chế độ ăn thứ hai mà cũng đã được nghiên cứu rất là sâu về cái việc mà kiểm soát cân nặng cũng như là sức khỏe của chúng ta, người ta gọi là chế độ ăn địa trung hải. Tại sao người lại có một cái chế độ ăn địa trung hải như thế này? Bởi vì người ta nhìn thấy là gì? Có rất là nhiều những cái báo cáo, cái nghiên cứu người ta nhận thấy là một số những cái đất nước mà nằm ở cái vùng khu vực biển địa trung hải ấy, chẳng hạn như là những nước như Pháp này, Tây Ban Nha này, Ý này, Đan Mạch này, thì người ta thấy là ở những cái nhóm người đấy thì người ta có những cái tỷ lệ bệnh tim mạch ít hơn, cái tỷ lệ thừa cân ít hơn và cái sức khỏe người ta cũng sẽ là tốt hơn. Và sau đó thì người ta mới quay lại, người ta sẽ nghiên cứu xem chế độ ăn của người ta như thế nào. Và lúc đấy là có luôn một chế độ ăn người ta đặt luôn, gọi là chế độ ăn địa trung hải bởi vì thế.
Và đối với những cái nước này ấy, thì cái chế độ ăn của người ta là gì? Đó là người ta hạn chế rất là ít những cái thực phẩm từ thịt đỏ, tức là thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, người ta hạn chế rất là ít. Và người ta chủ yếu là ăn cá, bởi vì những khu vực này là khu vực ven biển, và người ta ăn cá nhiều hơn. Thay vì ăn thịt đỏ thì người ta sẽ bổ sung cái dạng protein ở những cái dạng cá này. Ngoài cá ra thì có thể là một số những cái thực cái dạng gia cầm như là gà, những cái thịt trắng. Thì đấy là những cái mà dạng protein người ta sẽ bổ sung vào. Cái thứ hai nữa đó là người ta ăn nhiều rau hơn ở những cái đất nước này ấy. Thứ nhất là nhiều rau này. Cái thứ hai là dầu, thì người ta có dầu ô liu, bổ sung dầu ô liu này, những cái dạng hạt, rất là nhiều những cái dạng hạt, người ta ăn nhiều cái dạng hạt, nhiều rau, bổ sung dầu ô liu, hạn chế thịt đỏ và tăng cá. Gần như là ít nhất là người ta sẽ ăn hai lần cá trong vòng một tuần ấy. Thì đấy chính là những cái chế độ ăn hàng ngày của những người mà sống ở cái khu vực biển Địa Trung Hải. Và sau đó thì người ta sẽ áp dụng cái chế độ ăn này dành cho những cái người mà ở những cái đất nước khác, để mà chúng ta có thể là kiểm soát được cân nặng, cũng như là tăng cái sức khỏe, cái đề kháng của chúng ta. Và mọi người cũng có thể là áp dụng theo cái chế độ ăn này. Có rất là nhiều những cái nhiều ví dụ như đấy, có những nước khác nhau thì người ta áp dụng theo những cái nước khác nhau, nhưng mà về cơ bản ấy thì người ta ăn nhiều cá hơn so với những cái thịt đỏ của chúng ta ăn hàng ngày. Lợn trâu bò ấy, người ta hạn chế rất là nhiều cái lợn trâu bò, mà ăn nhiều cá hơn, ăn thịt gia cầm nhiều hơn, nhiều rau, hạt, những cái hạt ấy, ngũ cốc. Thì đấy là những cái mà đối với cái chế độ ăn Địa Trung Hải. Một cái chế độ ăn thứ ba nữa của chúng ta mà chúng ta cũng đã được nghiên cứu về cái việc mà kiểm soát cân nặng của chúng ta, đó là chế độ ăn chay. Có thể là chúng ta ăn tùy từng trường phái ăn chay, có những trường phái mà chúng ta không ăn động vật hay là từ những cái nguồn gốc từ động vật như là trứng hay là sữa, nhưng mà cũng có những trường phái người ta có ăn trứng và ăn sữa. Tuy nhiên thì đối với những cái chế độ ăn chay ấy, thì nó cũng thấy là cái việc mà kiểm soát cân nặng nó sẽ là tốt hơn. Có lẽ là người ta sẽ hạn chế cái việc mà bổ sung từ cái protein từ những cái động vật đấy. Tuy nhiên thì đối với những cái chế độ ăn chay như thế này ấy, thì có thể là một số những cái vitamin chúng ta khi mà chúng ta bổ sung nó sẽ bị thiếu. Chẳng hạn như là omega 3 này, nó cũng sẽ là bị thiếu này. Một số những vitamin như vitamin B12 cũng sẽ là bị thiếu. Rồi vitamin D. Bởi vì trong cái thực vật thì thường nó sẽ là ít hơn so với động vật từ những cái nguồn như thế. Và bởi vì thế mà chúng ta nên bổ sung thêm một số những cái vitamin tổng hợp để có thể là bổ sung được những cái vitamin đấy, tránh trường hợp nó sẽ bị thiếu những cái vitamin hay là những cái chất vi lượng như thế. Thế thì đấy chính là ba cái chế độ ăn, tùy thôi, mọi người có thể là chúng ta áp dụng theo những chế độ ăn nào cũng được. Nhưng mà về tổng thể ấy, thì ở đây mọi người có thể là tự cho mình một cái chế độ ăn riêng. Ví dụ như khi mà bác sĩ Ngọc có thể là áp dụng cả ba cái đấy luôn. Tức là mình không ăn chay nhưng mà rất là hạn chế cái việc mà thịt đỏ. Gần như là có ăn cá nhưng mà rất là ít, một tuần chỉ ăn đâu đấy tầm khoảng 1 đến 2 buổi cá gì đấy. Gần như là thịt lợn, thịt bò, thịt lợn với thịt bò là gần như là rất là ít, gần như là không ăn luôn ấy. Thì cũng áp dụng theo những cái chế độ đấy, ăn rất là nhiều rau, những cái hạt, có cả dầu ô liu nữa. Thì đây là cái mà áp dụng theo, nó cũng không giống của một trong ba những cái đấy. Tuy nhiên thì về cơ bản thì nó sẽ là hạn chế tinh bột, ăn nhiều rau, những cái ngũ cốc, nguyên hạt, hạn chế thịt đỏ. Thì đấy là một số những cái chế độ ăn mà chúng ta có thể là chúng ta ăn theo những chế độ ăn đấy thì nó sẽ kiểm soát được cái cân nặng cho chúng ta. Thì cái đấy là cái đầu tiên, nó là liên quan đến cái năng lượng đầu vào. Chúng ta sẽ có một cái nữa, đó là liên quan đến cái năng lượng đầu ra, đó là liên quan đến cái tập thể dục. Thì có rất là nhiều những cái bài tập thể dục khác nhau để mà giúp cho chúng ta có thể là kiểm soát được cân nặng. Tuy nhiên thì nó sẽ phân ra làm hai cái nhóm những cái bài tập thể dục chính, đó là những cái bài tập thể dục dạng đối kháng và những cái bài tập thể dục dạng nó giống như là aerobic ấy, tức là chúng ta tập lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Thì đối với cái việc mà giảm cân ấy, đặc biệt là giảm cân và những cái mà liên quan đến những cái bệnh lý dự phòng, những bệnh lý tim mạch ấy, thì những cái bài tập mà lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, thì nó sẽ là cho chúng ta cái hiệu quả hơn. Như là chúng ta có thể là đi bộ này, chúng ta có thể là chạy bộ này, đạp xe này, thì nó sẽ là giúp cho chúng ta sẽ kiểm soát được cái cân nặng tốt hơn. Đối với những cái bài tập đối kháng, chẳng hạn như là chúng ta kháng lực của tay ấy, chẳng hạn như là tập tạ ấy, thì nó sẽ là thiên về cái việc mà tổng hợp cái protein cho cái cơ bắp nhiều hơn, chứ không, nó sẽ ít thiên về cái việc mà giảm mỡ nhiều hơn. Thì đấy là hai cái nhóm bài tập. Tuy nhiên thì trong cái việc mà tập thể dục để mà giảm cân ấy, thì thực sự mà nói là nó sẽ là khó hơn so với việc mà chúng ta kiểm soát chế độ ăn rất là nhiều. Để mà chúng ta giảm được 1 kg mỡ nhé, chúng ta sẽ có một cái công thức tính như này. Chúng ta muốn giảm được 1 cân mỡ thì chúng ta sẽ phải tiêu thụ hết 7.000 kcal.
7.000 kilocalo để chúng ta có thể là đúng rồi, 7.000 kilocalo để chúng ta có thể là giảm được một cân mỡ. Tức là chúng ta ăn vào năng lượng đầu vào và năng lượng đầu ra, thì cái năng lượng đầu ra nó phải nhiều hơn, dư lên 7.000 kilocalo, thì lúc này chúng ta mới giảm được một cân mỡ. Và ví dụ như buổi sáng ngày hôm nay khi mà bác sĩ Ngọc có chạy bộ ở quanh công viên ấy, thì chạy bộ 5 km, và sau đó thì bắt đầu nhìn lên đồng hồ để xem là cái lượng calo tiêu thụ được bao nhiêu, thì nó chỉ tiêu thụ được đâu đấy tầm khoảng 400 calo. Tức là sao? Tức là khi mà chạy 5 km ấy, thì nó chỉ giảm đâu đấy được tầm khoảng cỡ gần nửa lạng thôi. So với cái việc mà chúng ta ăn uống ấy, thì nó một cốc trà sữa, khi mà chúng ta uống một cốc trà sữa thì có thể nó sẽ đưa vào tầm 500 calo. Nhưng mà chạy 5 km nó chỉ tiêu hao được có 400 calo thôi. Nên là chúng ta kiểm soát chế độ ăn thì nó sẽ là ok hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta tập thể dục để mà giảm cân từ cái việc tập thể dục. Tuy nhiên thì cái việc mà tập thể dục ấy nó lại làm cho chúng ta tăng cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta. Nó làm cho chúng ta tăng chuyển hóa, và chính cái việc mà tăng chuyển hóa đấy nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà giảm cân, chứ không phải là tiêu hao năng lượng từ tập thể dục để mà giảm cân. Mặc dù là cái việc mà tiêu hao năng lượng nó cũng giúp cho giảm cân, nhưng nó sẽ là khó hơn. Thì đấy là cái thứ hai mà chúng ta sẽ là lưu ý trong cái việc mà kiểm soát cân nặng, đặc biệt là đối với cái giai đoạn mà tiền mãn kinh. Tức là có những cái bài tập mà lặp đi lặp lại như là chạy bộ, đạp xe hay là đi bộ, tất cả những cái đấy chúng ta cũng có thể là kiểm soát. Cái thứ ba nữa là nó sẽ liên quan đến cái lối sống của chúng ta. Ở đây tại sao bác sĩ Ngọc có nói về cái vấn đề liên quan đến cái lối sống, mặc dù là cái lối sống nó không tiêu hao năng lượng hay là nó cũng không giảm cái việc năng lượng của chúng ta. Tuy nhiên ấy, thì một số những cái chẳng hạn như là liên quan đến stress chẳng hạn. Khi mà chúng ta gặp stress, nó làm cho chúng ta ăn nhiều hơn, và chính cái việc ăn nhiều hơn nó làm cho chúng ta tăng cân. Hay là ngay cả cái việc mà chúng ta mất ngủ chẳng hạn, rất là nhiều trường hợp chúng ta mất ngủ, thì khi mà chúng ta mất ngủ vào ban đêm ấy, nó cũng sẽ làm cho chúng ta sẽ là ăn nhiều hơn. Và đấy chính là cái lý do nó làm cho chúng ta tăng cân, từ cái việc mà cái stress nó làm cho chúng ta tăng cân, từ cái việc mất ngủ nó làm cho chúng ta tăng cân. Bởi vì thế mà chúng ta cần có một cái lối sống khỏe mạnh hơn. Ở đây có thể là mọi người có thể có những cái bài tập thiền, chúng ta có thể là chúng ta đọc sách, nó sẽ là giảm cái tình trạng stress của chúng ta. Thì đấy chính là một số những cái nó sẽ là giúp cho chúng ta có thể là kiểm soát được cân nặng, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà tiền mãn kinh như thế này. Bác sĩ Ngọc sẽ là nhắc lại chúng ta một số những cái lưu ý, cái chính của trong cái video này. Cái thứ nhất là liên quan đến cái việc mà chế độ ăn của chúng ta. Đặc biệt là chúng ta có 3 cái chế độ ăn mà mọi người có thể là tham khảo, đó là chế độ ăn low carb, tức là giảm tinh bột, chế độ ăn địa trung hải và chế độ ăn chay. Cái thứ hai nữa là liên quan đến những cái bài tập thể dục, thì những cái bài tập thể dục mà những cái động tác lặp đi lặp lại nhiều lần, như là thường là những bài tập cardio hay là những bài tập aerobic ấy, chạy bộ, đi bộ, đạp xe, thì nó sẽ giúp cho cái kiểm soát cân nặng nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì những cái bài tập liên quan đến như là tập tạ về co kéo cơ ấy, thì những bài tập đấy thì nó sẽ tăng cái protein, tăng cái cơ của chúng ta. Cái thứ ba nữa là chúng ta cần có một cái lối sống nó gọi là lối sống khỏe mạnh, liên quan đến giảm cái stress, giảm cái tình trạng mất ngủ. Bác sĩ Ngọc có một cái video nói sâu hơn về những cái cách để mà chúng ta có thể là kiểm soát được cái giấc ngủ của chúng ta, thì mọi người cũng có thể là xem lại cái video đấy. Thì sau khi mà chúng ta làm được những cái này ấy, thì đấy chính là những cái mà nó có thể là giúp cho chúng ta kiểm soát được cái cân nặng, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà tiền mãn kinh. Và từ cái việc mà kiểm soát cân nặng đấy thì rất là nhiều những cái triệu chứng liên quan đến tiền mãn kinh nó cũng sẽ là kiểm soát theo. Thì đấy là một số những cái mà chúng ta có thể làm theo. Hy vọng là sau khi xem cái video này thì chúng ta sẽ có được thêm những kiến thức để có thể là áp dụng trong cái giai đoạn của mình. Ok, nếu như mà các bạn có bất kể các câu hỏi nào thì cũng có thể là comment xuống cái video này. Thì bác sĩ Ngọc sẽ làm những video tương tự để có thể là trả lời cho mọi người. Ok, bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.